với đồng bào và chiến sĩ cả nước. Đế quốc Mỹ dã man gây ra chiến tranh xâm lược, hòng ăn cướp nước ta, nhưng chúng đã thua to. Chúng ồ ạt mang gần 30 vạn quân viễn chinh vào miền Nam nước ta. Chúng nuôi dưỡng ngụy quyền ngụy quân làm công cụ hại dân phản nước. Chúng dùng những phương tiện chiến tranh cực kỳ man rợ như chất độc hóa học, bom napalm, vân vân. Chúng dùng chính sách đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Bằng những tội ác ấy, chúng hòng khuất phục đồng bào miền Nam ta. Nhưng dưới sự lãnh đạo kiên quyết và khôn khéo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, quân và dân miền Nam ta đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu anh dũng, đã thắng lợi rất vẻ vang và quyết tâm chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn để giải phóng miền Nam. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nhân dân Việt Nam nhất định thắng. Giặc Mỹ xâm lược nhất định thua. Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn năm. Đồng bào và chiến sĩ cả nước, anh dũng tiến lên. Đáp lời Bác, tất thời toàn dân thề quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh. Đồng bào ta đang nhắc lại những truyền thống vinh quang của cách mạng tháng 8, trẻ già trai gái quyết đem xương máu mình giữ nước non ta, quyết cầm mọi vũ khí xông lên giết giặc cứu nước, quyết không thể ngồi yên khi giặc đã đến nhà, quyết trừng trị giặc Mỹ xâm lược, bắt chúng phải đền nợ máu.